Dạ vâng, xin kính chào toàn thể cô chú anh chị. Hôm nay em Hưng xin giới thiệu đến mọi người một ngôi nhà 3 lầu mới xây, gia chủ đã gửi em bán rồi. Ngôi nhà này thì đã được gia chủ trang bị cho chúng ta là trang thiết bị nội thất mới 100% luôn ạ. Vâng, trang thiết bị nội thất này thì gia chủ sẽ tặng lại cho chúng ta luôn. Nhà này thì mới chưa ai sử dụng hết cô chú anh chị ạ. Nhà của chúng ta là sổ hồng riêng và đã hoàn công rồi cô chú anh chị ạ. Vâng, cô chú anh chị mình có thể thấy được là trang thiết bị nội thất của chúng ta vẫn đang chưa được bóc siêu nữa ạ. Ngôi nhà lầu đẹp lung linh của chúng ta tọa lạc tại địa chỉ là Tân Long 2, phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cô chú anh chị ạ. Sổ hồng riêng được cấp ngày 27 tháng 10 năm 2023. Hiện tại thì gia chủ đang gửi em Hưng bán với mức giá là 2 tỷ 650 triệu. Nhà lầu đẹp lung linh của chúng ta có diện tích hiển thị trên sổ là ngang 5m, dài là 15.1, phun đất ở đô thị, tổng diện tích là 75m2 ạ. Còn diện tích sàn chúng ta sử dụng là 175.9m2. Ngôi nhà lầu của chúng ta thì được gia chủ thiết kế xây dựng toàn những vật liệu cao cấp cô chú anh chị ơi. Và ngôi nhà này thì được gia chủ là xây theo hướng Bắc. Đây là nhà vệ sinh ạ. Đầy đủ các công năng, sử dụng vòi hoa sen loại cao cấp, hiện đại. Và đằng sau ngôi nhà của chúng ta là lối thoát hiểm. Vâng, đây là mặt tiền nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta được gia chủ thiết kế là 3 lầu, đã hoàn công rồi ạ. Nhà này thì có mặt tiền là hướng Bắc và vỉa hè có chiều rộng là 4,5m và tuyến đường chính của chúng ta là đường N37 có chiều rộng là 8m ạ. Khu vực dân cư đông đúc rồi. Và đây là nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta thì sát với 3 khu công nghiệp. Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng cách với ngôi nhà của chúng ta chỉ trong bán kính là 200m thôi ạ. Còn cụm khu công nghiệp Uyên Hưng cách với vị trí ngôi nhà của chúng ta chỉ trong bán kính là 1km thôi ạ. Tuyến đường của chúng ta thì đã được chủ đầu tư là trang bị cho những hệ thống đèn chiếu sáng đường rồi ạ. Là khu vực dân cư và đây là một cái ngã tư. Ngã tư này thì rất là rộng. Và từ vị trí nhà của chúng ta di chuyển ra ngã tư chỉ trong bán kính là 80m thôi ạ. Và ngã tư này thì đang được quy hoạch là đường lớn luôn, thông với khu công nghiệp. Đây là ngã tư của chúng ta. Ngã tư này thì có cái chiều rộng là 16m ạ. Đây là tuyến đường N37 có chiều rộng là 8m. Khu vực này thì dân cư đông đúc rồi. Nhà của chúng ta là sổ hồng riêng ạ. Và đã được là hoàn công rồi. Sổ hồng được cấp ngày 27 tháng 10 năm 2023 và hiện tại đang cầm tay, có thể là công chứng liền trong ngày được luôn ạ. Còn đây là vị trí nhà của chúng ta. Từ vị trí nhà của chúng ta di chuyển ra khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng chỉ trong bán kính là 200m thôi, đối diện với nhà của chúng ta luôn cô chú chị ơi. Và cụm khu công nghiệp Uyên Hưng chỉ trong bán kính là 1km thôi ạ. Nói chung là cô chú anh chị mình mua ngôi nhà này, mình có thể là an cư lập nghiệp, không sợ thiếu việc đâu cô chú anh chị ạ. Đây là cụm khu công nghiệp, rất nhiều công việc để cô chú anh chị mình lựa chọn nha. Còn đây là tuyến đường vào khu dân cư Tân Long 2 của chúng ta. Tuyến đường này thì có cái chiều rộng là 6m ạ. Hai ô tô né nhau thoải mái luôn. Khu vực này thì dân cư rất là đông đúc, chủ yếu là dãy nhà trọ rồi kinh doanh buôn bán. Từ vị trí nhà của chúng ta di chuyển ra đường DT747 cũng như là trung tâm y tế thành phố Tân Uyên chỉ trong bán kính 700m thôi ạ. Và từ vị trí này chúng ta di chuyển ra cụm khu công nghiệp Uyên Hưng chỉ trong bán kính là 300m nữa thôi. Vâng, còn cô chú anh chị mình di chuyển ra trung tâm thành phố Tân Uyên chỉ trong bán kính là 2,5km, chúng ta sẽ tiếp cận được là trung tâm giới thiệu việc làm, rồi chợ đêm Tân Uyên, quảng trường Tân Uyên, sông Bạch Đằng, vân vân và vân vân, rất là nhiều luôn cô chú anh chị ạ, đầy đủ mọi tiện ích nha. Còn đây là trung tâm y tế thành phố Tân Uyên ạ. Và từ đây di chuyển vào ngôi nhà lầu của chúng ta chỉ trong bán kính là 700m thôi ạ. Và mọi người di chuyển theo hướng ngược lại, chúng ta sẽ tiếp cận đến là bên Hội Nghĩa.
cách với chợ Hội Nghĩa chỉ trong bán kính là 2,6 km thôi ạ, là chúng ta sẽ đến trung tâm của Hội Nghĩa. Ở ngoài đó chúng ta sẽ tiếp cận đầy đủ mọi tiện ích như quán xá, nhà hàng, trường học, bưu điện, y tế, nói chung đầy đủ hết ạ. Bây giờ thì em đang di chuyển trên lầu 1 để mời cô chú anh chị mình cùng tham khảo thêm. Ngôi nhà của chúng ta thì được gia chủ thiết kế với những cái họa tiết rất là đẹp mắt, kèm theo đó là những bức tranh làm sinh động cho ngôi nhà của chúng ta. Ngoài ra thì ngôi nhà này thì gia chủ trang bị rất nhiều trang thiết bị nội thất ở trong ngôi nhà này. Và toàn bộ thiết bị nội thất của chúng ta là chưa được bóc siêu luôn, là toàn bộ sẽ tặng lại cho cô chú anh chị mình sở hữu ngôi nhà này. Đây là không gian phòng ngủ ạ, rất là rộng rãi ạ. Phòng ngủ của chúng ta thì có cả ban công. Ngôi nhà này thì rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Nhà thì mới tinh, chưa ai ở hết, mà lại được tặng toàn bộ trang thiết bị nội thất mới 100% luôn. Chỉ với mức giá là 2.650.000.000, cô chú anh chị mình có thể là vào dọn ở luôn ạ. Có thể nói là gia chủ rất là chu đáo và tỉ mỉ cô chú anh chị ơi. Trang bị cho chúng ta là những hệ thống đường đi máy lạnh sẵn rồi. Ngôi nhà này đẹp quá, em vào em quay mà em không biết nói gì thêm ạ. Quá là đẹp luôn. Chỉ với mức giá là 2.650.000.000 thôi, cô chú anh chị mình đã sở hữu ngay một ngôi nhà ở phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, sát với ba khu công nghiệp là cụm công nghiệp là Uyên Hưng, khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng và khu công nghiệp Nam Tân Uyên. Và tiếp tục di chuyển nữa thì chúng ta sẽ tiếp cận thêm là khu công nghiệp V-Ship 3 đang được xây dựng hình thành ạ. Bây giờ em sẽ di chuyển lên căn lầu thứ 3, mời cô chú anh chị mình cùng tham khảo thêm ạ. Di chuyển lên lầu thứ 3 của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy luôn là ngôi nhà này thì gia chủ có làm là một cái giếng trời. Nhà này thì được gia chủ là thiết kế đầy đủ các công năng như là một phòng khách, 4 phòng ngủ, không gian phòng bếp nấu ăn, rồi ba nhà với kép xe, nhà tắm, nói chung đầy đủ hết ạ. Rất phù hợp để cô chú anh chị mình mua vào dọn ở luôn ạ. Ở trên đây thì được trang bị là trần thạch cao cùng họa tiết hoa văn. Vào phòng nào thì gia chủ cũng có trang bị sẵn cho chúng ta những bức tranh rất là đẹp, sinh động trong ngôi nhà. Hệ thống cửa thì được trang bị là cửa kính khung nhôm, một chất liệu cao cấp ạ. View của chúng ta thì rất là đẹp, nhìn ngắm ra cụm khu dân cư. Nhà này thì được thiết kế loại nhà ở liền kề ạ. Vâng, em xin nhắc lại tất cả các thông tin để cô chú anh chị mình cùng tham khảo nha. Ngôi nhà này thì được gia chủ xây dựng với cái diện tích là ngang 5m, dài là 15.1, có 75m², còn diện tích sàn sử dụng của chúng ta là 175.9m ạ. Điều đặc biệt nhất là ngôi nhà của chúng ta thì đã được gia chủ là hoàn công rồi. Sổ hồng riêng được cấp ngày 27 tháng 10 năm 2023, nhà tọa lạc tại khu dân cư Tân Long 2, phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương ạ. Nhà mới xây chưa ai ở hết ạ. Gia chủ tặng lại toàn bộ trang thiết bị nội thất đang có sẵn trên ngôi nhà này. Cô chú anh chị mình mua vào, chỉ việc dọn vào ở thôi ạ. Chất lượng của ngôi nhà này thì được gia chủ xây dựng toàn trang thiết bị là cao cấp, hiện đại và có chế độ bảo hành lâu dài ạ. Đây là view ở phía sau nhà. Và bên kia đường là có một cái con suối nhỏ bên đó nha. Rất là mát mẻ cô chú anh chị ơi. Nhà của chúng ta thì được thiết kế xây dựng là 3 lầu, đã được hoàn công rồi. Điện, nước, wifi đầy đủ hết trơn rồi. Mọi người mình mua vào là dọn vào ở luôn thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của em. Xin hẹn gặp lại mọi người vào những video clip tiếp theo ạ.